Đó là Quỳnh nè, Bắc Na, Diễm Thu nè. Đấy, bà xã mình nè rồi. À, cô Táo, cái tên ở ngoài đời tên gì quên rồi ta? Trà. Cô Trà nè, bà xã người bạn nè, đó, đây vợ chồng Lê Minh Triết nè. À, cái thằng nhóc kia là cháu ngoại của bạn mình. Không gian lớn thiệt đó chứ ha. Ở trong này là không gian quán cà phê nến.